A Di Đà Phật ạ. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con muốn được thầy hướng dẫn cho chúng con biết khái niệm thế nào là Tam Bảo và Quy Y Tam Bảo ạ. Về Tam Bảo và Quy Y Tam Bảo, một khái niệm rất là đặc biệt. Thì hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo. Sau đó Ngài đem những cái giáo lý, những cái chân lý mà Ngài đã giác ngộ hướng dẫn cho những người bạn đồng tu và những người đệ tử sau đó xuất gia học đạo với Ngài, và hình thành nên Tam Bảo là có Phật, có Pháp và có Tăng, là ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Thì tại làm sao chúng ta quy y Tam Bảo? Thì trong con đường tìm kiếm sự giải thoát của khổ đau, hình thành nên một cái phương hướng để mà vượt được cái ba cõi đau khổ, vượt được những cái nỗi buồn vui của cuộc sống, tự tại giải thoát an lạc ở trong cuộc đời. Thì Đức Phật đã viết tập thành kinh điển. Thì những điều này á, là để lại cho chúng ta một nơi quay về. Quy y là quay về nương tựa. Và chúng ta đến đi với cuộc đời này hình như là đến là tay không, mà đi cũng là trắng tay. Thì cái đối tượng mình nương tựa vào, mình nương tựa Tam Bảo để là gì? Trên có Phật, có chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán, chư Thánh Tăng. Thì làm cái điểm nương tựa cho cái tâm hồn của mình, điểm nương tựa để chúng ta phấn đấu. Chúng ta có niềm tin. Quy Tam Bảo giống như chúng ta đặt cái niềm tin vào đó, nương tựa vào đó, như chúng ta đang nương tựa đến đôi chân của mình. Trong cái sự luân hồi muôn nghìn kiếp, chúng ta có vẫn một nơi để chúng ta nương về, đó là Tam Bảo, một Phật. Vậy thì như thế nào thì sẽ được gọi là một Phật tử đúng nghĩa? Một Phật tử đúng nghĩa thì chúng ta nên quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo để sau đó chúng ta thọ trì năm giới. Khi mình quy y Tam Bảo thì chúng ta từ đây về sau có Đức Phật là vị để chúng ta nương tựa, có giáo pháp trong kinh luật luận, những cái sách vở trước tác của các vị tổ sư là nơi chúng ta học hỏi tu tập theo. Chính thức làm lễ như thế rồi mình nhận phát nguyện là không trộm cắp, không sát sinh, không tà dâm, không nói dối, không dùng những chất kích thích làm sai lệch đi cái tinh thần của một con người hiểu biết trí tuệ, có tình thương, có hiểu biết. Thì lúc này chúng ta là một Phật tử chân chính. Tử chân chính là Phật tử thực hành được những lời Phật dạy để mà thăng hoa hơn về mặt tâm hồn. Ví dụ như con ạ, hàng ngày con cũng có tụng kinh, con có đọc kinh, hoặc là con cũng có trì chú. Con cũng có ăn chay, tuy nhiên thì con chưa quy y Tam Bảo. Vậy thì con có được gọi là một Phật tử chưa ạ? Chị đã thực hiện hết tất cả những lời Phật dạy rồi. Thì về nguyên lý thì gọi chung chị là Phật tử. Hầu như chúng ta hàng ngày đều phát nguyện quy Tam Bảo, đều phát nguyện là người con Phật, là người con của Bồ Tát. Còn chính thức ở một buổi lễ nào đó, chúng ta đứng trước chư Tăng, chúng ta đọc theo lời bài sám hối, chúng ta quy y, thì đó là một hình thức mà cũng rất là quan trọng. Nội dung mình tuyệt vời rồi, hình thức mình càng hoàn thiện nữa thì mình trở thành là đôi con chim có đôi cánh, chiếc xe có hai cái bánh của nó. Thì chúng ta vừa tu tập cho mình, vừa tu tập cho mọi người. Mọi người thấy thế, chị là người tốt, thầy là người tốt, tất cả mọi người là người tốt, thì tự nhiên chúng ta xây dựng nên một cộng đồng đệ tử Phật rất là tốt. Dạ vâng, bạch thầy, vậy thì cái khái niệm tạp tu ở đây nghĩa là gì ạ? Tạp tu ở đây á, chữ tạp là không chuyên, là không tin. Có nghĩa là hôm nay mình tu một chút, ngày mai mình tu một chút. Mà chữ tu tập là chỉnh sửa, là tu tập. Thì chúng ta nên chuyên tâm hơn. Mình tạp tu đó là mình tu một chút mà chưa đạt đến một cái thành tựu nào đó thì nó vĩnh viễn không được. Giống như nấu nước mà 85 độ nó vẫn là 85 độ, không lên 100 độ. Hôm nay mình nấu tới 90 độ, sao mình không nấu nữa, ngày mai nấu tới 90 độ, nó không tinh chuyên. Mình tu là phải tinh chuyên. Tinh chuyên ở mức độ là mình phát tâm cái gì mình làm cho đến nơi đến chốn, nhưng đừng phát tâm quá lớn, cũng đừng có không có mục đích, không có chí hướng. Tu hành, tìm hiểu về lý thuyết, thực hành một cách nghiêm túc và giữ tâm mình liên tục như vậy, tinh chuyên như vậy, tinh tiến, chuyên cần như thế thì cái kết quả sẽ có. Kính bạch thầy, có một số khán giả có gửi thư về nhờ chuyên mục Đâu Khó Có An Viên giải đáp giúp. Đó là họ là những Phật tử đã quy y rồi, tuy nhiên do điều kiện cuộc sống, hoàn cảnh thì họ không sinh hoạt ở cái địa phương có cái ngôi chùa mà họ đã quy y nữa, mà có thể là họ chuyển đi xa hơn, thì họ rất là lo lắng là không biết là đến một cái nơi mới, ở một cái địa phương mới thì họ có phải quy y lại không, hay là họ vẫn tiếp tục đi lên chùa với cái góc độ là những Phật tử đã quy y rồi thì là như thế nào ạ? Vừa rồi nói đến quy y là quy y với Phật, với Pháp, với Tăng. Phật ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến bây giờ hơn 2.600 năm á, thì mình còn hiện tại mình thấy là qua tượng, qua ảnh. Quy y Pháp là theo cái chân lý Đức Phật mà được hình thành bây giờ là in ấn trong sách vở, kinh điển, kinh luật luận. Quy Tăng là các vị thầy xuất gia đệ tử Đức Phật. Nên khi quy y như thế là hầu như tất cả các vị thầy đều là thầy của mình. Tất cả giáo pháp đều là lời Phật dạy. Và ở đâu thì Đức Phật vẫn là vị cha chung, vị cha tinh thần chung. Thì chúng ta đi đến đâu, ngôi chùa cũng là ngôi nhà của mình. Không cần phải quy y lại, cũng không cần phải bái một vị thầy đã lại, mà hầu như tất cả các vị thầy đều là thầy của mình. Tất cả Đức Phật đều là Đức Phật của mình. Thầy vẫn khẳng định theo lời Phật dạy, tất cả chúng ta đệ tử Phật, tất cả chúng ta là đi theo con đường giáo pháp Đức Phật, và tất cả các vị thầy chân chính là đều thầy của mình, nên đến đâu cũng như nhau hết. Dạ bạch thầy, chương trình Đâu Khó Có An Viên có nhận được một số thư của các vị phụ huynh. Họ không hỏi nhưng mà họ bày tỏ sự lo lắng khi mà họ thấy rằng con của họ còn trẻ, mới có lớp 12 hoặc là đại học năm thứ nhất thứ hai mà đã quy y, muốn lên chùa để quy y Tam Bảo. Thì họ có chia sẻ với chương trình rằng là họ rất là lo, họ cho rằng là quy y cửa Phật thì phải là tuổi già, các cụ già thì mới quy y, thế còn trẻ mà quy y cửa Phật thì điều đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự quyết tâm, cái sự phấn đấu trong sự nghiệp, cũng như là họ sợ rằng là con của họ vì quy y mà sẽ đi xuất gia thì sẽ là một cái điều lo lắng. Thì thầy có một cái lời khuyên, một cái lời tâm sự nào để cho các bậc phụ huynh đó họ có thể hiểu hơn và họ có thể yên tâm hơn trước việc mà các con của họ có nguyện vọng quy y Tam Bảo ạ? Quy y Tam Bảo là chúng ta thứ nhất là trở về chính bản thân mình, sự tỉnh thức, sự giác ngộ, sự an lành, chân lý, hoặc là quy về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Quan Âm, Ngài Ca Diếp, A Nan, Quy Tăng Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo như thế, hoặc là về cái chân lý của vũ trụ này. Thì đó là ba cấp độ quy y. Thì nếu như chúng ta nghĩ là con cháu mình quy từ nhỏ không tốt thì không đồng tình với cái quan điểm như thế. Nhưng ở mình á, ở ngoài theo cái phong tục ở ngoài phía vùng này, vùng mình đây, thì các em nhỏ được bắn khoắn, có nghĩa là nương tựa vào Đức Ông để tu tập. Đức Ông là vị đại hộ pháp của Phật giáo, tu tập rèn luyện các em là lớn lên cái hộ trì Tam Bảo, tu tập và hộ trì Tam Bảo. Còn ở trong miền Trung, miền Nam ấy, thì lại phụ huynh là, ví dụ như cá nhân thầy ấy, là rất là nhiều phụ huynh nhờ đặt tên từ nhỏ rồi cho làm đệ tử thầy, rồi một ngày nào đó thì cũng bồng bế con lên chùa làm lễ quy y vắng mặt cũng có. Sau đó rồi lớn lên thì các khích lệ con cháu là thôi vào nghe cái buổi mà các cháu nó đã lớn có ý thức rồi thì các cháu mới ngồi nghe cái buổi thầy nói là Tam Bảo là gì, rồi nên giữ giới thế nào, các em giữ chính thức. Nhưng từ khi mới lọt lòng mẹ đã có pháp danh rồi. Để là gì? Muốn gì? Muốn được Phật Bồ Tát gia hộ cho người con của mình, không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì nữa hết. Nếu đứng về mặt tâm linh thì có thể là ảnh hưởng chuyện này chuyện kia, thì có Phật Bồ Tát lo rồi. Các con cháu chỉ lo học hành thôi, lo giữ cái tâm mình tốt, lo học hành tốt là thành công. Chứ không phải tất cả mọi người đều xuất gia. Ngay cả những người mà họ đang mang thai, họ hỏi thầy con muốn làm sao con của con mai mốt lớn lên nó sẽ tốt hơn. Mình nói, thầy nói là ở nhà, ở phòng khách thì nên thỉnh tượng Bồ Tát Quan Âm, bức tượng Phật treo đó, hàng ngày mình nhìn, mình huân tập. Nếu mà chúng ta mãi nhìn hình Phật thì tự nhiên là trong người chúng ta là con mình sinh ra nó hiền lắm. Dù con của những anh chị, những người bạn bè của thầy họ nhờ, họ hỏi thầy như thế, thầy giải thích như thế, thì sinh ra họ nói sao nó cả năm nó không khóc thầy, nó rất là ngoan. Mà lớn lên cái tâm hiền hậu, đây là thai giáo. Thai giáo đây quan trọng. Bây giờ các nước phương Tây, các nước tiến bộ là họ muốn thai giáo rồi. Nghe những cái bài nhạc không lời, nghe những cái lời kinh tiếng kệ nhẹ 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 nhẹ, làm con cháu nó an tịnh tâm hồn. Lớn lên theo chùa cũng tốt, nửa tháng các anh chị dẫn về chùa lễ Phật, đọc kinh một lần, một tháng hai lần, một năm tập rèn luyện cho các em tu tập tham dự khóa tu mùa hè. Không có sợ, đừng sợ. Còn đi tu là duyên, đi tu là một duyên khác, chứ không phải ai quy y Phật cũng đi tu. Hoặc là đừng nghĩ là cái tính cạnh tranh các em nó giảm sút đi là các em nó thua thiệt trong xã hội. Chưa bao giờ ai mà nói điều đó mà là thành công cả. Người có ý chí, người có khí chất, người có hoài bão, họ là người thành công. Chứ không phải là chúng ta người cạnh tranh giỏi là thành công. Không. Bao nhiêu người cạnh tranh giỏi họ còn phá hoại thêm nữa. Nếu đạo đức mà không có, nếu mà năng lực không có, đạo đức không có là bỏ. Thầy nghĩ các em đi chùa là các em tiếp xúc là tất cả các bậc, từ thầy lớn, thầy nhỏ, phụ huynh lớn, phụ huynh nhỏ, ông bà. Các em sẽ có một cái cộng đồng rất là lớn. Và các em biết là ở đây mọi người nó có cái gì, có thế mạnh gì, và các em không bị giới hạn. Thì các vị nghĩ như thế nó hình như là chưa chuẩn lắm. Hy vọng là tất cả chúng ta đều cho con mình quy y Tam Bảo. Thầy có thể chia sẻ những cái câu chuyện hoặc những cái kinh nghiệm của thầy qua những cái khóa tu dành cho trẻ em mà thầy đã từng tham gia không ạ? Hàng ngày các em tiếp xúc 100 người, 200 người như vậy. Nhưng khi mà một khóa tu trong một tuần, một tháng, 500 người bạn bè, 700 người bạn bè. Nào là hồi giờ mình không biết là hát tập thể nó vui như chừng nào. Hát tập thể, vô khóa tu là hát tập thể. Ngồi thiền tập thể nó vui chừng nào. Có nhiều người nói, nhiều em nói là cả cuộc đời con chưa biết thế nào ăn cơm trong sự im lặng. Nhà có 4 người mà ăn cơm thì lúc nào cũng bao nhiêu việc đã nói không? Ăn cơm 500 người ngồi im. Và quý thầy cho anh nói là cơm gạo này không dễ kiếm ra đâu, mồ hôi đổ đầy đồng. Các em ăn cảm nhận cái lòng biết ơn các em sẽ lên cao. Trong sự tĩnh lặng đó, nó thay đổi hoàn toàn cái môi trường như vậy, các em sẽ tự sực tỉnh ra, em ngộ ra một điều gì đó trong cuộc sống. Lúc này các em tự thay đổi. Những cái lúc phụ huynh không nói được đâu, nhưng các em sẽ tự thay đổi và tự biết mình ở đâu và làm gì. Chứ không thôi là nghĩ học nhất lớp là nhất rồi. Thế giới này nhất lớp của bạn có 50 người thôi, cả 8-9 tỷ người, mình là không là gì hết. Đó thì các bạn là hình thành nên cái tính kết nối cộng đồng, biết mình vị trí mình tồn tại ở đâu, và có nhiều niềm vui hơn ở trong những niềm vui đơn giản của mình. Từ các góc độ về giáo dục như vậy thì các em sẽ tự khẳng định lấy mình. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Con rất là cảm ơn những cái chia sẻ, và con hy vọng rằng là những cái lời nói của thầy, những cái lời dạy của thầy sẽ giúp cho những người chưa hiểu hết về thế nào là Tam Bảo, chưa hiểu hết về Quy Y Tam Bảo, thì sau buổi nói chuyện này của thầy họ sẽ hiểu hơn, và có lẽ là họ cũng sẽ có được những cái suy nghĩ mới, nó tinh tấn hơn, nó có mang tính trí tuệ trong mỗi bản thân. Con xin cảm ơn thầy ạ. Quý vị khán giả có những thắc mắc, những câu hỏi hoặc tâm tư cần chia sẻ, hãy gửi thư về cho chương trình Đâu Khó Có An Viên theo địa chỉ đang có trên màn hình lúc này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.